quên đi đừng tiếc nuối những tháng năm không có ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói cuộc đời không gì chỉ khổ đau, mà nghe trong từng hơi thở nói yêu thương không ngớt tuôn trào. Từng ngày qua tôi đã thấy đời mình từng pha không tiếng tay, mộng mơ theo nhau đốt cháy những phút giây không có ngày mai. Rồi một thời tôi chợt nhớ từ bao năm mình đã ngủ say, cuộc đời hôm nay lên tiếng đánh thức tôi qua dẫm lẻ dài. Đem biết bao vòng tay thân ái, em dịu như tình yêu trong sáng. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, tình người thấy càng chiều mến hơn. Cuộc sống này đã qua đêm dài, bao trái tim thiết tha ngồi lại cùng đến chờ chung tiếng cười. Bạn thân ơi, tôi muốn nói ngày mai đây không ai lẽ loi, chẳng còn cô đơn hay bóng tối, trước mắt ta là những ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói ngày nào còn tình yêu lưỡng đôi, thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia hạnh phúc cho đời. Thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia hạnh phúc cho đời. Thank you.
hôm nay là chúng tôi mong đến hội lái được, nhưng mà phải đầu giờ chiều. Ừ, bây giờ nhà nó làm hết không ai nhà. Chú đang làm. Đúng quá, thằng em. Hôm qua của mình họ học năm chúng tôi bông tay mắm hai chỉ dòng tay sáu triệu tiền bát hồi đại chúng tôi thông qua đó cô được chú bác cho bốc kiếm khiên bốc gì đó là khiên tiền một trái kiếm ăn đi cái lễ nào á là bên thằng gái nhận cái lễ má thôi còn khiên bốc là tôi không có đến được gì bên nhà ông trai ông ta đi như ông họ đó nhận thôi chứ còn nếu không được thì nó là cái đó mình đã có đây là bất kỳ bất việc rồi đó mình nói cái lễ nào nó ra để nó của họ gái á là nhận cái lễ đó tiếp tục là có cái lễ khác mà bây giờ tổng mình nói anh cứ lên chứ con mới lên chứ khi lỡ đại nào sau nữa trong cái ở đây mình tới cái lỡ đại chúng tôi xin trình bày là cái lửa đại ngạc qua cũng giờ đã nói cũng không qua là cũng giờ là gà cũng như tình đắc bây giờ chúng tôi xin trình bày cái lửa đại ngạc là người nữ trang và cũng như tình đắc cũng như hai chúng tôi là cũng xin bây giờ tôi cũng chưa biết hai họ như là thế này tôi bên họ gái sao cái vấn đề nữ trang đây bên họ gái nhận để cho bà con nó nhận nó đeo vô giờ bởi vì là như thế giờ bao nhiêu là xong lễ đây đó những cái tiền đường là để cái lễ hỏi sau á mình làm thôi để tính cái lễ hỏi thì mình cứ để cái mình làm cái gì tôi cái ký này bây giờ đúng mà ông tướng sáng vô đó chồng chơi trao cho tình nhân ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng.
mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ êm đềm, ngón tay vẽ tình. Bây giờ lại cũng chung trong bàn đại học chúng ta. Chúc mừng là sai cháu. Rồi xin mời hết. Dạ. Đào quá. Nó ẩm đúc là con mà. Lời gia viên mà. Nhiều mình tiếp về đây là hỏi là chúng tôi bữa đó trong hết một tiếng hồ trong vòng là 10 giờ đến 11 giờ trong cái 10 giờ là họ năm đó là đến nhà học nữ thì học nữ đến nhà học nam trong 10 giờ thôi cho nên là cũng xin phép là thời gian cũng khó. Bây giờ nếu ta làm nữa cho chuyện gì thì hôm nay ta làm nữa cho chuyện gì. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu môi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Trên đường dài đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ngày lại trôi mau, chỉ còn lại chúng ta yêu nhau, dìu nhau vượt qua giông tố.